McLaren Elva là mẫu xe thuộc dòng Ultimate Series, được xây dựng dựa trên nền tảng của 720S, nhằm tri ân như mẫu thiết kế của Prue McLaren vào những năm 1960. Với kiểu dáng đặc trưng của dòng Speedster, khí đồng học là một trong những thách thức lớn nhất trên chiếc Elva. Việc loại bỏ kính chắn gió đặt ra những yêu cầu về sự thoải mái cho người ngồi, dưới tác động của luồng không khí thổi vào khoang lái. Để giải quyết vấn đề đó, McLaren đã phát triển hệ thống quản lý không khí chủ động AAMS. Một tấm lạch gió bằng sợi carbon sẽ nâng lên 15 cm, giúp tạo ra vùng không khí áp suất thấp tại các khe thoát gió trên nắp capo. Không khí đi vào tâm cản trước sẽ được bẻ cong 120 độ, sau đó thoát khỏi nắp capo với vận tốc rất lớn. Nó sẽ bị bẻ ngược về phía sau bởi luồng không khí đang di chuyển đến, sau đó vòng lên phía trên đầu của hành khách và tạo thành một vùng không khí tĩnh lặng ở ngay trong khoang lái. Khi hệ thống được kích hoạt, mái tóc của hành khách thậm chí còn không bị thổi bay khi xe đạt vận tốc 120 km/h. Hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động ở vận tốc cao hơn, nhưng hành khách cần mang nón bảo hiểm để tránh những dị vật như sỏi hoặc đá trên đường. Hệ thống cũng có thể được vô hiệu hóa bởi người lái. Lúc này không khí ở mũi xe sẽ được dẫn đến bộ tản nhiệt ở hốc bánh trước. Vừa rồi là video tìm hiểu chi tiết công nghệ AAMS của McLaren Elva. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.